mừng đầy tháng bé Như Ý. Chè Thảo chúc bé Như Ý đầy tháng vui vẻ, mạnh khỏe, một đời an nhiên. Và đây là mâm cúng trọn gói đầy tháng bé gái, gồm có 12 phần chè trôi nước và 13 phần xôi. Xôi này là xôi gất, mẫu trái tim nhân hoa sen, là có 13 phần xôi nha cả nhà. Có trầu cao, gạo, rượu, muối, giấy cúng đầy tháng, cho nên là có hoa trang móc miếng. Giấy cúng thì có bộ đồ thế, có văn khấn, có cọp đầy đủ. Chủ nhà yêu cầu cúng hai con vịt, cho nên là bên em làm vịt nha. Đây là cặp vịt trắng nha cả nhà, cặp vịt trắng nha. Có cháo, trái cây thì ngũ quả 5 loại, hoa thì 2 loại là hoa cát tường và hoa đồng tiền. Có thêm 12 hoa đồng tiền trang trí màu vàng nha. Đây theo cái tông màu cam vàng nha. Đây bé gái nha cả nhà. Đó. Lên hình mâm cúng đầy đặn trên một mâm cả nhà. Bên em làm mâm cúng rất là gọn. Thường là làm trên một mâm cả nhà ha. Đó. Trên một mâm cho cả nhà cúng ở bất kỳ nơi đâu. Đó. Cúng ở phòng trọ hay là nhà mình không có to, nhà mình nhỏ mình vẫn sắp được. Đó. Gom gọn trên một bàn cả nhà luôn. Thì bên em là chè Thảo, đối diện với cổng điện lực Trà Vinh, ngay dốc cầu Long Bình 1 nha cả nhà. Cả nhà có đặt chè xôi hay mâm cúng chọn gói thì liên hệ bên em ha, bên em giao tận nơi toàn tỉnh Trà Vinh nha. Và đây là bánh kem hình con rồng nè cả nhà. Đây. Hôm nay năm con rồng cho nên là chủ nhà đặt con rồng nha. Rồng này là rồng tông nữ nha. Đó, cái đế là bánh kem là màu hồng nha. Rồng màu vàng lên hình rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, an lành. Xin cảm ơn.